Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin cuộc sống 24 giờ của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Hôm nay thứ năm ngày 25 tháng 1 năm 2018, tôi là Xuân Tú. Còn tôi là Thanh Huyền và ngay sau đây sẽ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong bản tin buổi sáng ngày hôm nay. Hàng chục người phải sơ tán vì núi lửa Mayon phun trào. Từ nay, khách hàng muốn rút tiền sẽ phải thực hiện ở các máy ATM, còn máy POS chỉ còn duy nhất chức năng là chấp nhận thanh toán thẻ. Câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay, mời quý vị cùng đến với những bản làng biên giới phía Bắc để thấy nạn mua bán người đang hoành hành và con đường trở về của họ từ phía bên kia biên giới thật lắm gian truân. Tuần lễ thời trang cao cấp Paris, hãng Chanel tiếp tục giới thiệu tới người hâm mộ, khiến người hâm mộ phải bất ngờ với bộ sưu tập hoa đầy nữ tính. Thưa quý vị, cơ quan thảm họa quốc gia Philippines ngày 24 tháng 1 cho biết núi lửa Mayon đã tiếp tục phun trào nham thạch, tạo thành một cột tro bụi cao tới 5 mét. Từ khi ngọn núi lửa này có dấu hiệu phun trào ngày 14 tháng 1, đến nay ngày 24 tháng 1, số người phải sơ tán đã lên tới hơn 61.000 người. Trước đó, nhà chức trách đã phải nâng mức cảnh báo lên cấp độ 4 trên thang cảnh báo gồm 5 mức. Các chuyên gia về núi lửa cho biết các đợt phun trào nham thạch mạnh nhưng rời rạc. Theo Viện Nghiên cứu Núi lửa và Động đất học Philippines, những đợt phun nham thạch cao 500-600m cách nhau 7 phút trong vòng hơn 1 giờ đồng hồ tạo ra những cột tro bụi bốc cao tới 3-5 km. Các trường học tại 17 thành phố ở tỉnh Anbei và tỉnh Kamarinsu gần đó đã phải đóng cửa. Tỉnh Kamarinsu cũng bị ảnh hưởng bởi khói bụi từ núi lửa. Khoảng 56 chuyến bay đã phải hủy. Hiện hơn 15.000 người đang phải sống trong các trạm, tăng so với 40.000 người trong ngày 22 tháng 1. Ngoài ra, hơn 6.100 người đã sơ tán khỏi nhà cửa. Số người phải sơ tán đã tăng mạnh sau khi chính quyền tỉnh mở rộng số vùng nguy hiểm ra bán kính 9 km quanh ngọn núi này. Trước đó, vùng này được xác định nằm trong bán kính 8 km. Cảnh sát đã rượt đuổi một xe ô tô trên đường phố ở Mỹ và vụ đuổi bắt đã kết thúc bằng một vụ va chạm. Các cảnh quay trên không cho thấy một chiếc SUV màu đỏ chạy nhanh qua các phương tiện giao thông trên đường tại thành phố Phoenix, bang Arizona của nước Mỹ trước khi đâm vào một chiếc xe khác. Cảnh quay cho thấy có vẻ như cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm. Hiện vẫn chưa rõ điều gì đã tạo ra cuộc truy đuổi này, cũng như nguyên nhân tại sao cảnh sát lại muốn bắt giữ nghi phạm. Số người thiệt mạng trong vụ đánh bom liên hoàn ở thành phố Benghazi, miền đông Libya vào ngày 24 tháng 1 đã tăng lên 35 người, chưa kể khoảng 60 người bị thương. Vụ nổ đầu tiên xảy ra vào đêm ngày thứ ba theo giờ địa phương, nhắm vào các tín đồ vừa rời khỏi một đền thờ Hồi giáo ở quận Al-Samani, ngay ở trung tâm Benghazi. Vụ nổ thứ hai xảy ra khoảng 15 phút sau đó là vụ nổ gây nhiều tử vong nhất bởi nó nhắm tấn công những người đã tụ tập tại hiện trường vụ nổ thứ nhất. Ngoài ra có nhiều giới chức an ninh cấp cao trong số những trường hợp thương vong. Được biết con số tử vong này nằm trong số tử vong cao nhất trong một cuộc tấn công duy nhất kể từ khi Libya rơi vào tình trạng rối loạn sau cuộc nổi dậy lật đổ nhà độc tài Muammar Gaddafi vào năm 2011. Benghazi giờ đang nằm dưới quyền kiểm soát của quân đội quốc gia Libya. Lãnh đạo quân đội này là Khalifa Haftar, một tư lệnh đầy quyền lực đóng quân tại miền đông Libya, từng chiến đấu chống các phần tử Hồi giáo cũng như các đối thủ khác tại phố cảng Benghazi cho tới cuối năm ngoái. Ngày 24 tháng 1, Tòa phúc thẩm Brazil đã mở phiên xét xử cựu tổng thống nước này là ông Lula da Silva liên quan đến tội danh tham nhũng. Phán quyết của phiên tòa sẽ đóng vai trò then chốt đối với ý định tái tranh cử của chính trị gia kỳ cựu này. Trong phiên tòa diễn ra tại thành phố Porto Alegre, hội đồng xét xử gồm 3 thẩm phán sẽ quyết định về việc có hay không giữ nguyên tội danh tham nhũng và rửa tiền đối với cựu tổng thống Lula da Silva. Nếu được tuyên vô tội, chính trị gia này sẽ được phép tham gia tranh cử vào tháng 10 tới, trong bối cảnh ông luôn dẫn đầu trong các cuộc thăm dò dư luận. Giới quan sát nhận định nhiều khả năng tòa sẽ giữ nguyên các tội danh đối với ông Lula da Silva, đồng thời cảnh báo nếu ông này không được tranh cử, cuộc bầu cử sẽ trở nên bất ổn. Trong trường hợp đó, cựu tổng thống Lula da Silva có thể kháng cáo, song quá trình sẽ phải kéo dài nhiều tháng. Ông Lula da Silva từng bị tòa sơ thẩm kết án gần 10 năm tù giam với cáo buộc tham nhũng và rửa tiền, sau khi bị cáo buộc nhận hối lộ với số tiền lên tới 4,2 triệu đô la Mỹ thông qua các khoản tiền xây dựng trụ sở Viện Luna và một số bất động sản tại bang São Paulo.
Vossa Excelência são professores. Theo hãng tin Reuters, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã xác nhận kế hoạch tham dự Thế vận hội mùa đông Pyeongchang diễn ra tại Hàn Quốc vào tháng 2 năm nay. Phủ Tổng thống Hàn Quốc đã hoan nghênh quyết định nói trên của Thủ tướng Abe. Quyết định tham dự Thế vận hội mùa đông của Thủ tướng Abe được công bố sau khi có tin ông không có mặt do bất đồng xung quanh vấn đề phụ nữ mua vui, tức là phụ nữ Nhật Bản bị ép làm nô lệ tình dục trong các nhà thổ của quân đội nước này thời Thế chiến II. Đồng thời, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bày tỏ mong muốn gặp mặt Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nhằm khẳng định lập trường của Tokyo về thỏa thuận phụ nữ mua vui năm 2015 giữa hai quốc gia. Thủ tướng Abe tuyên bố trong chuyến thăm ông muốn gặp Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in để truyền tải quan điểm Nhật Bản không thể chấp nhận yêu cầu của Hàn Quốc đòi có thêm biện pháp hỗ trợ bổ sung cho những phụ nữ trước đây là nạn nhân của tình trạng nô lệ tình dục. Theo thỏa thuận hai nước ký năm 2015, Nhật Bản đồng ý xin lỗi các nạn nhân và cam kết bồi thường 1 tỷ yên Nhật, tương đương 9 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, gần đây Hàn Quốc cho rằng thỏa thuận chưa đáp ứng được nhu cầu của các nạn nhân và kêu gọi có biện pháp hỗ trợ bổ sung. Nhật Bản cũng muốn Hàn Quốc dỡ bỏ bức tượng tưởng niệm phụ nữ mua vui đặt gần Đại sứ quán Nhật Bản ở Seoul và Lãnh sự quán Nhật Bản tại thành phố Busan. Tuy nhiên, phía Hàn Quốc cho rằng những bức tượng này do các tổ chức dân sự dựng lên, do đó nằm ngoài quyền hạn của chính phủ. Ngay sau khi đội tuyển U23 Việt Nam đánh bại U23 Qatar ở vòng bán kết giải U23 châu Á và giành tấm vé đầu tiên bước vào trận chung kết của giải, thì rất nhiều người hâm mộ trong nước đã sẵn sàng nghỉ làm để sang Trung Quốc cổ vũ cho đội nhà. Để có thể chứng kiến các tuyển thủ Việt Nam thi đấu thì bắt buộc các cổ động viên phải có visa đi Trung Quốc đầu tiên. Có rất nhiều cách để xin visa đi Trung Quốc. Trong đó, người hâm mộ có thể đi du lịch thông qua các công ty lữ hành trong nước. Đây là một giải pháp phù hợp, tiết kiệm và bớt đi thời gian chờ đợi nhất. Tuy nhiên, các công ty lữ hành chỉ xin được visa du lịch trên dưới 15 ngày. Trong trường hợp muốn tự túc đi Trung Quốc mà không thông qua các công ty lữ hành, người hâm mộ có thể đi xin visa tại Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội ở 46 Hoàng Diệu, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội và Lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh ở số 75 Hai Bà Trưng, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Thủ tục xin visa Trung Quốc khá đơn giản. Sau khi chuẩn bị đầy đủ giấy tờ như tờ khai, dự kiến số lần nhập cảnh, chứng minh thư nhân dân, hộ chiếu, các cổ động viên có thể đem lên nộp ở Đại sứ quán hoặc là Lãnh sự quán Trung Quốc. Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ thì phía Đại sứ quán sẽ đưa cho khách du lịch một tờ biên nhận trong vòng 4 ngày lên ngân hàng Trung Quốc có chi nhánh tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đóng tiền. Những người yêu thích du lịch chắc chắn sẽ quan tâm đến thông tin sau đây. Thưa quý vị, từ ngày 22 tháng 1 năm 2018 đến 30 tháng 4 năm 2018, công dân Việt Nam đi du lịch Hàn Quốc sẽ được miễn phí visa. Chính sách này vừa được Bộ Tư pháp Hàn Quốc thông qua để thu hút du khách quốc tế đến nhân dịp Thế vận hội mùa đông lần thứ 23 và Paralympic 2018 diễn ra tại nước này. Theo đó, những loại hình được áp dụng gồm nhóm khách du lịch áp dụng với đoàn từ 5 khách trở lên, tổ chức tour thông qua các công ty du lịch được chỉ định bởi Phòng lãnh sự quán, Đại sứ quán Hàn Quốc và Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh có chặng bay khứ hồi từ Việt Nam đến sân bay quốc tế Yangyang của Hàn Quốc. Tuy nhiên, những người được miễn visa dịp này chỉ có thời gian lưu trú tối đa 15 ngày. Ngoài Việt Nam, nhóm khách du lịch đến từ hai quốc gia Đông Nam Á khác là Philippines và Indonesia cũng sẽ được hưởng chính sách này. Chính sách nhằm tạo điều kiện cho khách du lịch quốc tế, đặc biệt là du khách khu vực Đông Nam Á đến với Hàn Quốc dịp Olympic mùa đông lần thứ 23 Pyeongchang, Olympic và Paralympic 2018. Việc áp dụng chính sách miễn lần này cũng là một bước tiến mới trong việc xét thị thực cho du khách Việt Nam đến với Hàn Quốc để hướng tới những chính sách khác về thị thực trong thời gian tới. Thông tư 26 sửa đổi bổ sung mà Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa đưa ra quy định về hoạt động thẻ ngân hàng. Cụ thể là thông tư vừa ban hành đã bãi bỏ quy định được rút tiền qua máy POS với hạn mức là 5 triệu đồng, có hiệu lực từ ngày 3 tháng 3 năm 2018. Theo đó, nguyên nhân là do thời gian qua, một số điểm chấp nhận thẻ đã thông đồng với chủ thẻ rút tiền chui với mức phí chỉ từ 1,8 đến 2%, thấp hơn mức phí rút tiền từ máy ATM là 4%. Cho phép chủ thẻ rút tiền ở POS có thể dẫn đến tình trạng cá nhân thông đồng với điểm chấp nhận thẻ lấy tiền. Như vậy, từ nay trở đi, khách hàng muốn rút tiền sẽ phải thực hiện ở các máy ATM. Máy POS chỉ còn duy nhất chức năng là chấp nhận thanh toán thẻ cho các giao dịch hàng hóa dịch vụ. Kể từ ngày 3 tháng 3 năm 2018, khi rút ngoại tệ tiền mặt ở nước ngoài, một thẻ ngân hàng chỉ được rút tối đa số ngoại tệ tương đương 30 triệu đồng Việt Nam trong một ngày. Giá thuốc tại Việt Nam vẫn được coi là cao hơn nhiều so với các nước trong khu vực.
Từ nhiều năm nay, người bệnh vẫn phải gánh chi phí thuốc có giá trên trời mà dường như ngành y tế vẫn không thể kiểm soát được. Vậy mà mới đây, hai doanh nghiệp dược vừa bị phạt vì tự ý nâng giá thuốc. Theo Cục Quản lý Bộ Y tế thì đây là vi phạm rất nghiêm trọng của doanh nghiệp trong việc sản xuất kinh doanh dược phẩm hiện nay. Hai công ty dược bị phạt 30 triệu đồng vì nâng giá thuốc so với giá kê khai là công ty dược phẩm Dược liệu Hoàng Khang, địa chỉ gian D1, D2, D13, 14, số 134/1 Tô Hiến Thành, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh và công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dược phẩm Đông Phương, địa chỉ 119 đường số 41, phường Tân Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Hai loại thuốc đang bị doanh nghiệp tự ý nâng giá là Nasonex điều trị viêm mũi dị ứng và Lacbiopro điều trị phụ trợ trong tiêu chảy. Trong đó, công ty Hoàng Khang bán thuốc Nasonex hộp 60 liều xịt và thuốc Argumentin 500mg trên 62,5mg với số tiền chênh lệch so với giá kê khai là hơn 7 triệu đồng. Còn công ty Đông Phương bán thuốc Lacbiopro có giá cao hơn so với giá bán buôn dự kiến do công ty cổ phần dược phẩm BDFA 1 đã kê khai theo quy định với số tiền chênh lệch là hơn 60 triệu đồng. Ngoài nộp phạt, Thanh tra Bộ Y tế yêu cầu các công ty này phải hoàn trả khách hàng toàn bộ số tiền chênh lệch. Ngày 24 tháng 1, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố đề thi tham khảo Trung học phổ thông quốc gia năm 2018. So với năm 2017, thì phạm vi kiến thức của 14 đề thi năm nay mở rộng hơn, bao gồm cả chương trình lớp 11. Như vậy, để thuận lợi cho việc ôn tập, các em học sinh không chỉ nắm chắc kiến thức chương trình lớp 12, mà cả kiến thức của lớp 11. Ngay sau khi 14 đề thi minh họa được công bố, các gợi ý bài giảng đề thi cũng đã được các trung tâm, các trang tuyển sinh đưa ra cho học sinh tham khảo làm bài. Trước đó, Bộ Giáo dục khẳng định kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 sẽ giữ nguyên phương thức thi như năm 2017. Học sinh sẽ phải thi 5 bài, gồm 3 bài độc lập là toán, ngữ văn, ngoại ngữ, 2 bài tổ hợp khoa học tự nhiên gồm vật lý, hóa học, sinh học và khoa học xã hội gồm lịch sử, địa lý, giáo dục công dân đối với giáo dục trung học phổ thông, tổ hợp các môn lịch sử, địa lý đối với giáo dục thường xuyên. Trừ môn ngữ văn, các bài thi còn lại đều theo hình thức trắc nghiệm. Điểm của kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia sẽ được dùng làm hai mục đích: xét tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển vào đại học, cao đẳng. Chi tiết các đề tham khảo thi Trung học phổ thông quốc gia 2018 và các bài giải, các em học sinh và phụ huynh có thể tham khảo ở trên mạng. Thưa quý vị, bên cạnh việc công bố đề thi tham khảo Trung học phổ thông quốc gia 2018 thì đến thời điểm này một số trường đại học đã bắt đầu công bố điều kiện tuyển sinh năm 2018. Các sĩ tử cũng chuẩn bị bước vào ôn tập cho kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia với các môn thi trắc nghiệm nên cần kiến thức chắc chắn. Về môn tiếng Anh thì hiện nay trên thị trường có rất nhiều sách tham khảo luyện thi cho môn này. Chính vì thế, để lựa chọn được những cuốn sách hay không phải là chuyện đơn giản đối với các sĩ tử. Tác giả Mai Phương đã cho ra mắt bộ sách gồm 9 cuốn nhằm rèn kỹ năng đọc hiểu, làm bài trắc nghiệm và giải đề thi bộ môn này để nhằm trang bị cho các em học sinh cuối cấp những kiến thức tốt cho một kỳ thi dài phía trước. Bộ 9 cuốn rèn luyện tất cả những kỹ năng của môn tiếng Anh sẽ trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản nhất về từ vựng, điền từ đoạn văn, tìm lỗi sai, từ đồng nghĩa và trái nghĩa, làm bài đọc hiểu, làm bài trọng âm ngữ âm, các câu hỏi trắc nghiệm, luyện giải đề thi Trung học phổ thông. Mỗi cuốn sách có những dạng đề riêng giúp cho các em có thể luyện tập các kỹ năng và tăng khả năng từ vựng của bản thân. Rất là dễ hiểu, có nhiều phần giải thích thì rất phù hợp với học sinh thi Trung học phổ thông quốc gia. Những chủ đề của trong sách, đặc biệt là những sách về luyện thi Trung học phổ thông quốc gia thì rất là bám sát với đề của Bộ Giáo dục. Và về phần từ vựng cũng như là phần ngữ pháp thì tất cả mọi thứ đều em cảm thấy đều rất là phù hợp với mình và phù hợp với các bạn mà đang trong thời gian ôn thi để thi Trung học phổ thông quốc gia. Trắc nghiệm là dạng bài thi quen thuộc trong mọi kỳ thi môn tiếng Anh. Chính vì thế, bộ 9 cuốn sách rèn luyện kỹ năng nghe nói đọc viết là một tài liệu nên có trong tủ sách không chỉ dành riêng cho học sinh cuối cấp. Điểm sáng của cuốn sách phải kể đến 1.000 câu trắc nghiệm tiếng Anh bám sát vào cấu trúc đề thi Trung học phổ thông quốc gia của bộ. Mỗi câu kèm theo hướng dẫn giải chi tiết giúp cho học sinh tự học và dần làm quen với đề chính thức. Với những cái đầu sách mới thì có những cái đầu sách cực kỳ là hay, để trong đấy có sách dành kỹ năng trắc nghiệm và từ vựng. Học sinh Việt Nam mình thì vẫn còn yếu rất là nhiều về từ vựng, và đặc biệt là trong quá trình học ngoại ngữ thì từ vựng là yếu tố quan trọng nhất.
Và với cuốn sách này có vẻ cũng hơi dày một chút, nhưng mà thực sự thì rất là đầy đủ để các em có thể tự tin và có nhiều từ vựng hơn phục vụ cho kỳ thi. Ngoài phần lý thuyết, mỗi cuốn sách còn có một lượng bài tập khá lớn kèm theo lời giải chi tiết, thuận lợi để tự học ôn luyện tại nhà. Trong phần hướng dẫn giải, tác giả Mai Phương đã đưa ra lý do giúp cho các em hiểu cách làm bài và học thêm mẹo giải bài nhanh chóng. Bởi trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia, các em chỉ có 60 phút làm bài. Tối thiểu các em học sinh cần phải nắm được 60% ý nghĩa của bài. Và muốn hiểu được 60% thì cái việc chuẩn bị cho cái lượng từ vựng cần thiết là vô cùng quan trọng. Tiếp theo đó thì các em cần phải nắm được cái cách thức làm bài. Và cách thức làm bài ở đây có thể nói rằng là một bài đọc hiểu chẳng hạn, có thể các em sẽ làm tốt trong khoảng thời gian là 30 phút cho đến 1 tiếng thì chắc là cũng sẽ làm xong được bài đọc hiểu đấy thôi. Nhưng trong kỳ thi thì cả bài thi chúng ta chỉ có 60 phút làm bài cho 50 câu hỏi. Vậy thì nếu như bài đọc hiểu và những bài tập khó mà chiếm các em quá nhiều thời gian thì các em sẽ không còn thời gian để làm những dạng bài khác. Và cái điểm khó của kỳ thi đó là phân bổ thời gian như thế nào, làm có nhanh không và làm có chính xác hay không. Vì thế nên các em phải có kỹ năng làm bài rất là tốt trên một cái nền từ vựng chắc chắn. Thì đó chính là cái bí quyết để giành được điểm số cao trong kỳ thi này. Tác giả Mai Phương là gương mặt quen thuộc dạy tiếng Anh trên truyền hình. Bộ sách này do công ty cổ phần sách MC Book phát hành. Với thông điệp hãy tuân thủ tốc độ quy định, Ban An toàn Giao thông TP HCM vừa tổ chức lễ phát động chiến dịch tuyên truyền kết hợp tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm quy định tốc độ đối với người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông. Thông qua chiến dịch này, Ban An toàn Giao thông sẽ tập trung kiểm soát tốc độ của người tham gia giao thông, tăng cường công tác tuyên truyền xử lý người vi phạm, góp phần làm thay đổi hành vi của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông văn minh đô thị. Theo kế hoạch, công tác tuyên truyền và xử lý vi phạm sẽ được bắt đầu từ ngày 1 tháng 2 đến ngày 31 tháng 3 năm 2018 trên khắp địa bàn thành phố. Sau đó sẽ tổ chức sơ kết đánh giá kết quả đạt được. Thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa được chọn là một trong 10 thành phố trên thế giới để tham gia vào thỏa thuận nhằm ngăn chặn sự gia tăng tai nạn giao thông đường bộ toàn cầu được tài trợ bởi quỹ Bloomberg Philanthropy. Cuối năm là thời điểm mà tình hình an toàn thực phẩm có rất nhiều nguy cơ do các đối tượng lợi dụng để tung hàng hóa không an toàn trà trộn vào thị trường. Qua đó, Ban An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh đã thành lập 12 đoàn thanh tra phối hợp với lực lượng thanh tra chuyên ngành xử lý các vi phạm về an toàn thực phẩm, phát hiện nhiều vụ vi phạm. Ngoài ra, để chủ động với mọi tình huống, Thành phố Hồ Chí Minh luôn ở tư thế sẵn sàng ứng phó với nguy cơ xảy ra ngộ độc thực phẩm, tăng cường tuyên truyền để người dân chủ động tìm đến các nguồn thực phẩm an toàn để có một cái Tết an toàn, đoàn viên đầm ấm. Cơn bão số 16 hồi cuối năm 2017 với cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 đã khiến nhiều địa phương miền Trung thiệt hại nặng nề. Tại khu vực đảo Đá Tây, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, nhiều cơ sở vật chất, nhất là vườn rau, đã bị hư hại hoàn toàn. Hiện nay, bộ đội trên các điểm đảo đang nỗ lực khôi phục nhằm đảm bảo có rau xanh đón Tết Nguyên đán. Sau cơn bão, nhà kính trồng rau rộng gần 300m2 tại đảo Đá Tây A đã bị hư hại nghiêm trọng. Hệ thống giàn mái bị gãy, các tấm lợp bị bay, tốc nhiều chỗ. Nước mưa, nước biển đã bao phủ lên khu vực này và gây thiệt hại nghiêm trọng. Bão số 16 thì ở đấy là trung tâm bão, thì thực sự là gió nó rất mạnh. Thì cái luồng gió nó đẩy được cái nước mặn lên ấy, thì các cái vườn rau và những cái cây xanh trong ở trên đảo thì nó cũng bị ảnh hưởng nhiều, đặc biệt là rau xanh thì nó bị hư hỏng toàn bộ. Và sau cơn bão thì đã cố gắng khắc phục lại một số nào đó rồi. Cơn bão vừa qua cũng làm ảnh hưởng đến vườn rau của đơn vị. Thì sau cơn bão thì đơn vị cũng củng cố lại, thứ nhất là chỗ bạt và chỗ mái và các mượn của những khúc cây của đóng giàn giáo của công binh ấy, thì cũng khắc phục lại những cái chỗ mà bão làm sập. Cơn bão vừa qua thì hoàn toàn làm ảnh hưởng đến rau và hư hết, làm cho đời sống của bộ đội trên đảo nó khó khăn. Nhưng sau qua cơn bão thì cũng một số khắc phục. Rau giống cái này gieo lên là có thể thu hoạch và cũng góp phần nào để thúc đẩy đời sống của bộ đội cải thiện. Hiện các luống rau mới được gieo trồng đã xanh tốt trở lại. Các mái che, khu vực chắn gió đã được củng cố nhằm hạn chế tác hại của nước biển. Đất trồng được rửa mặn tự nhiên nhằm từng bước giảm tác hại của muối biển. Sức sống mới cho các khu vực tăng gia, cung cấp bữa rau xanh cho bộ đội đang từng bước được khôi phục lại. Khắc phục thế này chúng tôi đã múc nước ngọt, dội, sới lên rồi dội nước ngọt
rồi múc rồi thật nhiều nước ngọt cho nó trôi bớt đi, xong rồi lại phơi đất lại rồi nước ngọt, sau đó phơi đất, sau đó chúng tôi là cho phân và củng cố lại cái hệ thống của nó. Bảo vệ cây xanh cũng chính là bảo vệ cột mốc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Để có được điều đó là công sức của lớp lớp thế hệ đang ngày đêm vun trồng, gìn giữ, tạo dựng màu xanh cho đảo. Dù chịu sự khắc nghiệt của thiên nhiên, nhưng quân và dân huyện đảo Trường Sa vẫn khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa cho phép khu du lịch Hồ Tuyền Lâm gắn biển 6 con đường mang tên 6 loài hoa phổ biến tại Đà Lạt. Việc này được kỳ vọng là sẽ tạo thêm sức hấp dẫn lãng mạn cho khu du lịch. Theo đó thì những con đường vòng quanh hồ, đường nối các khu resort, đường vào khu du lịch, đường hầm đất sét sẽ mang tên các loài hoa cẩm tú cầu, hoa hồng, hoa hoàng anh, hoa tường vi, hoa phượng tím, hoa đỗ quyên. Các tuyến phố này nằm trong khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm rộng tới 2.944 ha, được chính phủ công nhận là khu du lịch quốc gia đầu tiên của cả nước. Với việc đặt tên hoa cho các đường phố, hứa hẹn tạo thêm sức hấp dẫn, lãng mạn cho khu du lịch này. Trước đó đã có một con đèo dài 10 km được đặt tên là Hoa Mimosa và một tuyến phố thơ mộng trong lòng thành phố Đà Lạt mang tên là Mai Anh Đào. Theo ban quản lý dự án khu du lịch Hồ Tuyền Lâm Đà Lạt, đơn vị đang vận động hàng chục doanh nghiệp triển khai các dự án đầu tư tại khu du lịch này, trồng thêm nhiều hoa dưới tán rừng thông, xung quanh là các biệt thự và ven đường sao cho chỉ cần nhìn thấy những vườn hoa là có thể đoán được tên đường. Mở đầu chuyên mục điểm báo ngày hôm nay là một bài viết đăng tải trên trang 2 của báo Lao Động. Apple cố tình làm chậm các dòng iPhone cũ, căn cứ nào để xử lý? Thông tin Apple dính kiện tụng khắp nơi trên thế giới vì bị cho là cố tình làm chậm các dòng iPhone, ép người dùng phải mua các dòng điện thoại đời mới, khiến nhiều tín đồ trái táo phải ố á ngỡ ngàng. Trước sự kiện ấy, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã vào cuộc, còn các cơ quan bảo vệ người tiêu dùng khác của chúng ta thì sao? Tới nay thì Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng vẫn im re, chưa có phản ứng gì. Trao đổi với phóng viên, luật sư Trương Thanh Đức, chủ tịch công ty luật Basico cho rằng rất khó để chứng minh Apple đã vi phạm pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng hay cạnh tranh không lành mạnh nếu chỉ với hành vi làm chậm các dòng điện thoại iPhone cũ. Luật sư Đức chỉ ra hành vi của họ làm trên chính sản phẩm của mình chứ không phải là của đối thủ cạnh tranh nào khác. Đồng thời để chứng minh được việc làm ấy gây tổn thất như thế nào với người tiêu dùng mới đủ cơ sở để xử lý. Trên thực tế, đại đa số người tiêu dùng sẽ chấp nhận việc sử dụng iPhone cũ với tốc độ chậm hơn các dòng máy đời mới như một điều hiển nhiên, cho dù có phàn nàn nhưng mà không đến mức độ cho rằng là quyền lợi của mình đã bị xâm phạm. Thứ mà Apple mất lớn nhất khi chịu thừa nhận hành vi của mình, đó là việc có thể thương hiệu sẽ bị ảnh hưởng vì niềm tin của người tiêu dùng đã sụt giảm đáng kể khi một kết quả điều tra trên mạng Internet cho thấy có tới 69% số người tiêu dùng trả lời sẽ thay đổi điện thoại sau scandal này của Apple. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam thì cho biết đây là một cách bán hàng tinh vi, nhà sản xuất cần phải trung thành với khách hàng của mình. Việc đưa ra phần mềm mới mà không khuyến cáo khả năng máy cũ cập nhật sẽ bị chậm tốc độ, ảnh hưởng tới tuổi thọ của pin, rõ ràng là ảnh hưởng tới quyền lợi của người tiêu dùng đã sử dụng dòng máy cũ của chính Apple. Tuy nhiên, chế tài để xử lý hành vi như thế này thì chưa có chăng chỉ là vi phạm quyền được thông tin của người tiêu dùng. Đó là quyền người tiêu dùng phải được thông tin đầy đủ, chính xác về hàng hóa. Tuy nhiên, hành vi này cho dù có được xác lập thì cũng rất chung chung nên khó có chế tài để xử lý. Ông Hùng cũng cho biết thêm là hoàn toàn ủng hộ khuyến cáo của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, song không cho biết là Hội Bảo vệ người tiêu dùng có chính thức lên tiếng về việc này hay không. Tiếp theo chuyển sang bài viết đăng tải trên trang tư báo Nông thôn ngày nay với nhan đề Bộ Giao thông Vận tải bảo vệ việc thu phí ra vào cảng hàng không. Sáng 24 tháng 1, Bộ Giao thông Vận tải phát đi thông cáo cho biết đơn vị này đã phối hợp với Bộ Tài chính họp bàn phương án xử lý việc thu giá dịch vụ sử dụng đường dẫn vào nhà ga hàng không để báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải giao Cục Hàng không Việt Nam phối hợp với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV rà soát lại quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để xác định mục đích sử dụng đất đối với từng loại đất, đất thương mại, đất công cộng trong khu vực cảng hàng không, từ đó làm rõ vụ nghĩa vụ của ACV đối với nhà nước. Đối với việc ACV đang thu phí sử dụng đường dẫn vào cảng hàng không, Bộ Giao thông Vận tải đã nêu lý do để đơn vị này tiếp tục thu phí. Cụ thể, theo Bộ Giao thông Vận tải, đây là đơn vị được nhà nước giao nhiệm vụ quản lý hệ thống 21 cảng hàng không trên cả nước, được Bộ giao thực hiện đầu tư và quản lý khai thác các hạng mục chính trong kết cấu hạ tầng cảng hàng không sân bay như
đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ, nhà ga hành khách. Ngoài ra, ACV còn được giao đầu tư hệ thống đường tầng, đường giao thông nội cảng, sân đỗ ô tô để kết nối giữa vận tải công cộng và vận tải hàng không, đảm bảo việc khai thác đồng bộ hạ tầng. Để quản lý chặt chẽ hơn đối với việc cung cấp dịch vụ và thu giá sử dụng dịch vụ đường dẫn vào nhà ga hàng không, thì Bộ Giao thông Vận tải sẽ chỉ đạo nghiên cứu đề xuất bổ sung dịch vụ này vào danh mục dịch vụ phi hàng không thiết yếu tại cảng hàng không. Đồng thời, đối với kiến nghị của Cục Hàng không Việt Nam về việc tạm dừng thu giá sử dụng dịch vụ đường dẫn vào nhà ga hàng không, từ phân tích trên thì Bộ Giao thông Vận tải thấy rằng chưa đủ cơ sở để yêu cầu ACV thực hiện. Cũng liên quan tới bài viết này, ngày hôm nay báo Tuổi Trẻ có bài viết là không thể hợp thức hóa việc thu phí vào sân bay. Đó là ý kiến của luật sư và các chuyên gia trước việc Bộ Giao thông Vận tải cho rằng là sẽ chỉ đạo nghiên cứu bổ sung dịch vụ sử dụng đường dẫn vào danh mục dịch vụ phi hàng không thiết yếu tại cảng hàng không để có cơ sở thu phí đường vào sân bay. Các ý kiến không đồng tình với thông cáo ngày 24 tháng 1 của Bộ Giao thông Vận tải rằng chưa đủ cơ sở yêu cầu Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam tạm dừng thu phí vào sân bay. Luật sư Phạm Tấn Thuấn, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng không thể chấp nhận quan điểm của Bộ Giao thông Vận tải là chưa đủ cơ sở tạm dừng thu phí. Thanh tra Chính phủ đã kết luận việc thu phí vào sân bay vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng đã giao cho Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với Bộ Tài chính để xử lý toàn diện việc vi phạm này. Đó là cơ sở để chấp hành và xử lý vi phạm của ACV trong việc thu phí vào sân bay. Bộ Giao thông Vận tải cho rằng chưa đủ cơ sở là thế nào? Về thẩm quyền thì Bộ Giao thông Vận tải là cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực nên hoàn toàn có quyền tạm đình chỉ ngay việc thu phí vào sân bay. Bộ Giao thông Vận tải đang chỉ đạo nghiên cứu bổ sung dịch vụ sử dụng đường dẫn vào danh mục dịch vụ phi hàng không thiết yếu tại các cảng hàng không để có cơ sở thu phí. Việc thu phí có được bổ sung vào quy định hay không phải do cơ quan có thẩm quyền quyết định và tuân theo quy trình. Như vậy, chưa biết lúc nào việc thu phí được bổ sung vào quy định. Trong khi hiện tại thì việc thu phí vào sân bay đã được kết luận là vi phạm nên cần phải đình chỉ ngay, chứ không thể chờ các đơn vị liên quan hợp thức hóa việc vi phạm này được. Tiến sĩ Đặng Anh Quân, trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng ai cũng biết là đường dẫn vào sân bay là đường nối với đường dân sinh, không thể thiếu con đường này. Để hành khách vào sân bay sử dụng dịch vụ nên việc đầu tư, nâng cấp, duy tu, bảo dưỡng là trách nhiệm của chủ đầu tư. Rõ ràng là ACV đang lập lờ, đẩy chi phí đầu tư từ nhà đầu tư sang cho những người ra vào sân bay. Tiếp theo chuyển sang bài viết đăng tải trên trang 14 Thời báo Kinh tế Việt Nam với nhan đề cuộc chiến dịch vụ đặt xe tăng nhiệt, Grab sẽ mua lại Uber ở Đông Nam Á. Grab đang đàm phán để mua lại bộ phận kinh doanh ở Đông Nam Á của Uber khi công ty gọi xe của Đông Nam Á này muốn gia tăng vị thế trong lĩnh vực gọi xe đang phát triển nhanh chóng tại khu vực. Nếu như những thông tin trên là chính xác và kịch bản này xảy ra thật, thì sẽ có sự thay đổi đáng kể trong cuộc chiến giành thị phần mảng dịch vụ đặt xe ở Đông Nam Á. Bắt đầu khởi sự tại Malaysia, Grab hiện cung cấp dịch vụ rộng khắp tại hơn 160 thành phố trên khắp các quốc gia Đông Nam Á gồm Malaysia, Singapore, Indonesia, Ấn Độ, Thái Lan, Philippines, Việt Nam, Myanmar và Campuchia, trong khi Uber hoạt động chỉ trong khoảng 60 thành phố. Đặt trụ sở tại Singapore, bước tăng trưởng nhảy vọt của Grab một phần có thể do sự am hiểu và những điều chỉnh nhanh nhẹ hơn với nhu cầu của địa phương. Chẳng hạn như Grab linh hoạt hơn trong các lựa chọn thanh toán và chấp nhận cả thẻ và tiền mặt. Đây là một động lực tăng trưởng quan trọng bởi thực tế là người tiêu dùng vẫn rất chuộng dùng tiền mặt. Mặt khác, Uber đã chậm trễ hơn trong việc chấp nhận hành khách thanh toán bằng tiền mặt. Ngoài hành khách đi xe, Grab cũng dành sự quan tâm và chú ý nhiều hơn đến nhu cầu của người lái xe tại các địa phương. Khi nhiều tài xế không thể mua điện thoại thông minh hoặc gặp khó khăn trong việc sử dụng thì Grab đã phối hợp với một số nhà sản xuất điện thoại thông minh tài trợ cho những tài xế nghèo mua điện thoại thông minh và hướng dẫn họ cách sử dụng những chiếc điện thoại thông minh này. Nếu như kịch bản Grab mua lại Uber ở Đông Nam Á xảy ra thật thì sẽ có sự thay đổi đáng kể trong thị phần cuộc chiến của mảng đặt xe dịch vụ. Trận đấu giữa những công ty cung cấp dịch vụ đặt xe lớn nhất Đông Nam Á vốn đang rất nóng khi mà Google và Temasek mới đây đã định giá ngành dịch vụ chia sẻ xe tại Đông Nam Á ở mức 5,1 tỷ đô la Mỹ và kỳ vọng sẽ tăng giá trị gấp 4 lần trong vòng 8 năm tới. Chuỗi ngày đen tối của thị trường tiền ảo thế giới, cách gọi quen ở Việt Nam gọi đúng là tiền kỹ thuật số, vẫn chưa chấm dứt tính từ ngày 16 tháng 1 năm 2018 sau khi sàn giao dịch BitConnect đóng cửa và ngừng các dịch vụ cho vay và giao dịch. Lướt sóng tiền ảo và niềm đau chôn giấu, nhan đề bài viết đăng tải trên trang 5 của Báo Lao động và Đời sống.
Lúc này thị trường tiền ảo đang rất khó đoán định và đầy bất chắc. Vụ việc sập sàn BitConnect đã cho thấy nguy cơ mất trắng hoàn toàn có thể xảy ra khi thị trường tiền ảo không hề có một chỗ dựa đảm bảo về pháp lý hay kinh tế, càng không phải là một tổ chức hay định chế tài chính được công nhận. Người ta chơi vì thấy được lãi, vì có một niềm tin cá nhân về đầu tư sinh lợi, chứ không có một cam kết đảm bảo đầu tư hay giao dịch có tính ràng buộc chế tài nào cả. Thẳng thắn mà nói thì hoạt động tiền ảo bị cấm, nhưng với từng người chơi khi đã cố muốn lao vào thì các cơ quan chức năng cũng khó lần ra manh mối, hoặc muốn làm cũng sẽ mất rất nhiều thời gian công sức. Vấn đề là mỗi người phải tự cân nhắc và đánh giá, tránh các cuộc đỏ đen theo bầy đàn mà bỏ qua những nguy cơ rủi ro trước mắt. Tiếp theo chuyển sang bài viết đăng tải trên trang 5 báo Tiếng Nói Việt Nam với nhan đề Hà Nội thuốc lá lậu tràn lan thị trường. Vào Google, chỉ cần gõ cụm từ thuốc lá ngoại nhập, lập tức xuất hiện hàng loạt tài khoản Facebook cũng như trang web công khai bán thuốc lá ngoại sách tay từ nhiều nước trên thế giới. Thậm chí các website tài khoản Facebook này còn khuyến mại giảm giá cho khách hàng. Thể loại thuốc cũng đa dạng như thuốc lá cuốn, tẩu hay là thuốc đầu lọc. Thuốc lá lậu không những được giao bán công khai trên mạng mà trên các tuyến phố của Hà Nội cũng nhan nhản đại lý vỉa hè. Thuốc lá ngoại chủ yếu được bán tại điểm nóng như phố Hàng Hành, Nguyễn Siêu, Khâm Thiên, Lê Duẩn, Lê Thái Tổ, ngã tư Ô Chợ Dừa. Khu vực quanh Hồ Hoàn Kiếm từ lâu vốn là nơi buôn bán thuốc lá nhập lậu. Theo ông Lưu Bách Chiến, đội trưởng đội quản lý thị trường số 2, chi cục quản lý thị trường Hà Nội, tình trạng buôn bán thuốc lá lậu trên các tuyến phố là có thật, nhưng do lực lượng của đội quản lý thị trường mỏng, các tụ điểm buôn bán nhiều nên không thể quản lý hết được. Ngoài ra cũng phải nói thêm, hoạt động mua bán diễn ra rất tinh vi, khi có mặt cơ quan chức năng thì họ không bán, còn khi vắng mặt thì họ lại tiếp tục hoạt động. Và tiếp theo câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay, xin mời quý vị đến với những bản làng biên giới phía Bắc để thấy nạn mua bán người đang hoành hành và con đường trở về của họ từ phía bên kia biên giới thật lắm gian truân. Indonesia ban hành chính sách nhằm hạn chế sự phát triển của thuốc lá điện tử dù có nhiều tranh cãi. Độc đáo cửa hàng không quầy thu ngân Amazon và không có cảnh xếp hàng chờ thanh toán như thường thấy tại các cửa hàng tiện lợi thông thường. Tuần lễ thời trang cao cấp Paris, hãng Chanel tiếp tục khiến giới bộ điệu phải bất ngờ với bộ sưu tập hoa đầy vệ tinh. Thưa quý vị, trong những năm gần đây thì nạn buôn người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, diễn biến phức tạp với nhiều cạm bẫy tinh vi, luôn rình rập người dân nơi bản làng các vùng giáp danh biên giới. Và ở các vùng biên giới thuộc các tỉnh như Hà Giang, Sơn La, Điện Biên, thường xảy ra các vụ buôn bán người nhiều nhất trong cả nước. Hậu quả đã có nhiều người đi làm thuê ở bên kia biên giới đã không được trở về nhà trong nỗi ngóng chờ của người thân. Chồng mất vợ, mẹ mất con, những nỗi đau ấy vẫn đang là những khoảng tối phủ lên các bản làng. Trong năm 2017 thì Việt Nam đã cùng phối hợp với rất nhiều nước trong khu vực Đông Nam Á trong hợp tác phòng chống buôn người. Quá trình hội nhập cũng tạo điều kiện để Việt Nam tăng cường hợp tác quốc tế về đấu tranh phòng chống tội phạm mua bán người, triển khai có hiệu quả các điều ước quốc tế đa phương về phòng chống tội phạm mua bán người. Bên cạnh đó thì Việt Nam cũng tăng cường triển khai các hiệp định song phương với các quốc gia láng giềng như Thái Lan, Trung Quốc, Lào hay Campuchia để loại trừ nạn buôn bán phụ nữ, trẻ em và giúp đỡ nạn nhân bị buôn bán, xác định và hồi hương các nạn nhân bị buôn bán trở về nước. Kinh nghiệm phòng chống mua bán người của các nước ASEAN đang giúp cho việc đẩy lùi nạn mua bán người một cách đáng kể. Tuy nhiên, cuộc chiến với nạn mua bán người thì chưa bao giờ là dễ dàng cả. Và trong buổi sáng ngày hôm nay thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi đến với những bản làng, nơi mà nỗi đau của nạn mua bán người đang còn ở lại. Và cùng đến với bên kia biên giới để thấy được là con đường trở về của nạn nhân mua bán người thật lắm gian truân. Một màu không khí u buồn bao trùm cả bản Pá Liềng, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Chỉ trong một thời gian ngắn, đã có 5 phụ nữ của bản bị bán sang Trung Quốc. Những giọt nước mắt, nỗi đau mà những người mẹ này phải chịu đựng khi biết con gái họ bị bán đi mà chẳng biết cách nào để trở về. Con gái bị lừa, họ bán cho Trung Quốc. Con bảo là con muốn về quá nhưng mà không về được. Từ năm 2015 đến năm 2017, trên địa bàn toàn tỉnh Sơn La đã có 134 trường hợp công dân đều là nữ bị lừa bán đi nước ngoài.
Chỉ riêng xã Phiêng Pằn đã có tới 19 phụ nữ đi khỏi địa bàn không rõ lý do. Trong đó nhiều trường hợp đã được xác định là bị lừa bán sang Trung Quốc. Đi học thuê, thế đó, tối nó không thấy về. Mẹ cứ tìm đi tìm lại nó không thấy mình có quậy. Mình không có. Đi tìm nó không thấy không vậy. Mình cũng khổ quá. Đối tượng Mùa Thị Chi, 36 tuổi, trú tại bản Tà Phành 2, xã Tân Lập, huyện Mộc Châu, Sơn La, vừa bị công an huyện Mộc Châu bắt giữ về hành vi mua bán người. Mùa Thị Chi đã lừa được hai người phụ nữ cùng bản để đưa họ bán sang Trung Quốc kiếm lời, với lời dụ dỗ ngon ngọt là sang đó không phải làm gì, vẫn có cuộc sống sung sướng. Nhưng chưa kịp sang đến Trung Quốc thì Chi đã bị bắt. Hai người phụ nữ may mắn được giải cứu. Điều đáng nói là Mùa Thị Chi cũng đã từng là nạn nhân của việc mua bán người. Nhận thấy lợi nhuận của việc mua bán người cao, nên trước đó không lâu, Chi đã bán chính đứa con ruột của mình để lấy 70 triệu đồng về tiếp tục về Việt Nam và lừa những người phụ nữ nhẹ dạ khác. Tôi bán con ruột của mình vì không nuôi được, bán đi lại có tiền, khi bán cũng chẳng nghĩ gì cả, thấy được nhiều tiền thôi. Sau đó vì muốn có nhiều tiền nữa nên tôi quay lại bản, lừa các cô gái cùng bản. Mỗi phi vụ mua bán người chót lọt, các đối tượng thu lời hàng chục triệu đồng mà không tốn một đồng vốn nào. Một số tiền không hề nhỏ đối với người dân ở vùng sâu, vùng xa. Vì thế, dù đã đấu tranh mạnh với loại tội phạm này, kết hợp công tác tuyên truyền, nhưng hoạt động mua bán người trên địa bàn tỉnh Sơn La vẫn diễn biến hết sức phức tạp và có chiều hướng gia tăng. Các đối tượng không từ bất cứ thủ đoạn nào. Tội phạm mua bán người là có dấu hiệu của gia tăng. Thủ đoạn của tội phạm mua bán người thì vẫn sử dụng các cái trang mạng xã hội, sử dụng các cái nick Facebook ảo để tạo ra cái nick ảo để tổ chức lừa các cháu bé chủ yếu là dân tộc người Mông trên mặt tỉnh Sơn La và địa bàn lừa bán là chủ yếu qua đường Lào Cai, Yên Bái và đưa sang bên Trung Quốc. Theo số liệu thống kê của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, chỉ tính từ năm 2015 đến nay, lực lượng Bộ đội Biên phòng các tỉnh trên tuyến biên giới phía Bắc là Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh đã phát hiện, phối hợp xử lý trên 1.500 vụ án liên quan đến hành vi buôn bán phụ nữ và trẻ em qua biên giới, giải cứu được hơn 3.100 nạn nhân. Những vết sẹo này là những gì còn sót lại của những trận đòn roi do chủ nhà chứa dành tặng cho Thảo. Mới 17 tuổi đầu, Thảo đã bị bán sang Trung Quốc. Nếu không đồng ý đi thì nó sẽ giết, nó bóc cổ. Bóc cổ thì lúc đấy thì cháu mới xin là mẹ ơi con đồng ý đi, mẹ xin mẹ tha mạng cho con và đừng giết con nữa. Và không chỉ có Thảo, hàng trăm những cô gái Việt bị bán sang Trung Quốc vẫn ngày đêm bị ép làm gái mại dâm. Tủi hổ về phận mình, không ít người đã nghĩ cách bỏ trốn. May mắn thì chót lọt, nếu không sẽ bị tra tấn hành hạ hoặc bị bỏ mạng nơi xa xứ. Nếu như không đi khách ấy, họ không cho ăn cơm và không cho ăn cơm xong chỉ rồi đánh nữa. Họ đánh cầm tóc, xong tát, xong rồi còn lưa lên rừng ạ. Theo thống kê của lực lượng biên phòng tỉnh Lào Cai, có đến 90% nạn nhân mua bán người bị ép làm gái mại dâm, bóc lột tình dục hoặc bị ép làm vợ. Thậm chí có những người phải làm vợ cho nhiều thế hệ trong một gia đình, bởi Trung Quốc đang mất cân bằng giới tính nghiêm trọng. Vì là cái mất bình đẳng giới của phía Trung Quốc là cái cân bằng giới, thì phía Trung Quốc là người ta cái nam giới nhiều hơn nữ giới. Ông nào không có điều kiện không lấy vợ thì người ta lừa những nạn nhân này sang để bán làm vợ Trung Quốc. Theo lực lượng biên phòng tỉnh Lào Cai, các đối tượng trong đường dây buôn bán người đều rất tinh vi. Nạn nhân mua bán người được đưa đi Trung Quốc bằng cả hai con đường chính ngạch và vượt biên. Và khi đã bị đưa thẳng vào sâu bên kia biên giới, một khi không biết tiếng, không biết đường, thì con đường về với những nạn nhân mua bán người là rất mong manh. Luật phòng chống mua bán người đã dành hẳn một chương gồm 4 điều luật quy định về vấn đề hợp tác quốc tế, thể hiện chính sách hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng chống mua bán người trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, tôn trọng độc lập, chủ quyền.
Chúng tôi nghĩ rằng cần có sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, từ chính phủ cho đến địa phương, để ngăn chặn tình trạng mua bán người như hiện nay. Buôn bán người không còn là hiện tượng mới, mà ngày nay nó còn nguy hiểm hơn, bởi ngày càng có nhiều thủ đoạn buôn người tinh vi hơn. Phòng ngừa buôn bán người là nguyên tắc đầu tiên trong việc phòng chống tội phạm mua bán người của quốc tế, cũng như các quốc gia ASEAN. Tuy nhiên, hoạt động của các tội phạm này ngày càng phát triển. Chúng luôn thay đổi phương thức hoạt động, cũng như thay đổi địa bàn và thủ đoạn phạm tội. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin sự kiện đáng chú ý dự kiến diễn ra trong ngày hôm nay, ngày 25 tháng 1 năm 2018. Ngày hôm nay, lễ khai mạc giải bóng đá quốc tế truyền hình Bình Dương Cup No. 1 lần thứ 18 sẽ diễn ra vào lúc 17:30 tại sân vận động Bình Dương. Mùa giải lần thứ 18 năm nay có nhiều nét mới nhằm nâng cao tính chuyên môn và tăng thêm số trận đấu cọ sát dành cho các đội tham dự. Giải có 3 câu lạc bộ bóng đá trong nước gồm QNK Quảng Nam, Hoàng Anh Gia Lai, VKMX Bình Dương cùng hai đội quốc tế. Các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt để xác định cặp đấu chung kết giữa đội nhất bảng và đội nhì bảng. Trận tranh hạng 3 diễn ra giữa đội xếp thứ 3 và thứ 4 của vòng bảng. Ngày hôm nay tại Trung tâm Văn hóa Pháp sẽ diễn ra tọa đàm Đêm ý tưởng 2018, khi tưởng tượng lên ngôi, vị trí của hoạt động sáng tạo trong xã hội với sự tham gia của nhiều diễn giả. Đây là một buổi thảo luận dành cho công chúng với sự tham gia của những nhà trí thức Pháp và Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, nhà nghiên cứu, giáo sư đại học, tác giả, nghệ sĩ, nhà báo sẽ tập trung làm nổi bật vị trí của tưởng tượng trong toàn xã hội, giúp phát huy tính sáng tạo của con người. Ngày hôm nay vào lúc 19:30 đến 21:00 tại hãng phim Truyện Việt Nam sẽ giới thiệu đến người xem bộ phim Của Rơi. Đây là một trong số ít phim truyện nhựa nói về đề tài đương đại và những khát vọng suy nghĩ của thanh niên. Của Rơi của đạo diễn Vương Đức kể về một ông giáo sư có bản tính nhân hậu hay giúp đỡ nhiều người, nhưng cũng chính sự nhân hậu nhiều người của ông đã trở thành trò đùa cho không ít người. Một cách hài hước và chua xót, bộ phim đã đặt ra một câu hỏi lớn về vai trò, vị trí và cách hành xử của người trí thức trong xã hội. Hôm nay là ngày cuối cùng diễn ra sơ khảo cuộc thi Hoa hậu biển toàn cầu 2018 tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây được coi là sự kiện văn hóa nổi bật quảng bá hình ảnh biển đảo Việt Nam. Cuộc thi chọn ra gương mặt đẹp đại diện cho Việt Nam cũng như đại diện cho vẻ đẹp của biển Việt Nam tham gia các cuộc thi sắc đẹp trên đấu trường quốc tế. Ban tổ chức sẽ nhận hồ sơ dự thi từ ngày 1 tháng 1 năm 18 đến hết ngày 28 tháng 2. Vòng sơ khảo diễn ra ở 4 quốc gia Việt Nam, Ba Lan, Mỹ, Australia. Vòng bán kết cuộc thi dự kiến ngày 1 đến ngày 5 tháng 4 năm 2018 tại rạch Giá, Kiên Giang. Cuộc khủng hoảng kinh tế nặng nề nhất trong lịch sử Venezuela đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống, những người dân và nền sản xuất của quốc gia này. Ở nơi mà mọi người không thể dựa vào tiền mặt do siêu lạm phát, thì thẻ tín dụng hay là bất cứ thứ gì ngoài tiền mặt là phương tiện giao dịch chủ yếu. Và người dân Venezuela đã phải tìm ra nhiều cách để có thể có được tiền mặt, hoặc thậm chí chỉ là tìm cách để có thể sử dụng thẻ tín dụng, chứ không phải là tiền mặt trong thời kỳ khủng hoảng nghiêm trọng này. Những giao dịch được thực hiện ở ngay trên thuyền, một nơi có thể coi là kỳ lạ để có thể thực hiện một giao dịch thương mại như thế này. Tuy nhiên, đây là Venezuela, một đất nước đang khốn đốn trong khủng hoảng và thiếu thốn. Đôi khi chúng tôi phải chi tiền hoa hồng cho bên thứ ba để thanh toán tiền vì chúng tôi không thể tự mình làm việc đó. Ngân hàng chỉ chi cho doanh nghiệp như chúng tôi 10.000 bolivar, làm sao có thể trả lương hàng tháng cho nhân viên, đó là điều không thể. Tuy nhiên, để sử dụng thẻ tín dụng thì cần có những thiết bị cần thiết và mạng Internet. Trong khi tại vùng biển này thì những trung tâm có mạng Internet không nhiều. Vì vậy, những người dân ở khu vực xa xôi hẻo lánh buộc phải tìm đến những cá nhân có đủ cả hai yếu tố cần thiết để thực hiện thanh toán bằng thẻ tín dụng. Và địa điểm giao dịch chẳng phải những tòa nhà hiện đại hay thậm chí chỉ cần có đủ bàn ghế. Với những người bán các mặt hàng như bánh mì, gà hay cá, họ buộc phải có tiền mặt. Tiền mặt là thứ duy trì sự tồn tại của nền kinh tế. Khủng hoảng kinh tế ở các nước giàu có nghĩa là thiếu lương thực, thuốc men hay vật tư. Còn đối với người dân Venezuela, ngoài những thứ đó, thứ mà họ thiếu thốn nhất có lẽ là tiền mặt. Để có thể rút tiền từ cây ATM, họ phải đi một quãng đường xa xôi và hạn mức rút tiền ít ỏi mỗi ngày, đôi khi chỉ đủ để mua một chiếc bánh. Tình trạng kháng kháng sinh trên toàn thế giới đang ở mức đáng báo động và giải pháp lâu dài duy nhất được đưa ra là hạn chế việc sử dụng quá mức hoặc là sử dụng kháng sinh không đúng cách. Để giải quyết khủng hoảng kháng kháng sinh thì hiện nay nhiều công ty dược phẩm đã có tư duy đấu tranh mạnh mẽ cũng như có những hành động thiết thực để đối phó với cuộc khủng hoảng này.
Hãng dược phẩm GlaxoSmithKline là một trong những hãng dược phẩm nổi tiếng trên thế giới, chính thức tuyên chiến với cuộc khủng hoảng kháng thuốc kháng sinh. Hãng này đã có 55 dự án với 13 loại vaccine để đối phó với tình trạng này. Hàng năm có rất nhiều loại thuốc mới được sản xuất và sử dụng, trong khi các hãng thuốc cũng đang phải chạy đua với tốc độ này để chặn đứng tình trạng kháng thuốc nguy hiểm, có thể dẫn đến sự diệt vong của con người. Chúng tôi cần có những người làm trong ngành dược phẩm và các công ty cùng phối hợp phát triển các loại thuốc mới thay thế cho thuốc kháng sinh để giúp các bệnh nhân. Hiện nay đã có 28 kháng sinh thử nghiệm trong quá trình phát triển giai đoạn cuối chống lại các mầm bệnh quan trọng, nhưng chỉ có 2 trong số này được hỗ trợ bởi các kế hoạch chi tiết để đảm bảo rằng chúng có thể được sử dụng một cách hợp lý khi tiếp cận thị trường. Và không chỉ các hãng dược phẩm lớn, cuộc chiến chống lại kháng sinh còn cần sự tham gia của các quốc gia trên thế giới. Quảng cáo thuốc lá có ở khắp mọi nơi tại Indonesia, cùng với đó là sự phát triển của thuốc lá điện tử. Đã có nhiều tổ chức bày tỏ lo ngại về vấn đề an toàn của thuốc lá điện tử. Tại Indonesia thì một số chính sách đã được đưa ra nhằm hạn chế sự phát triển của loại hình hút thuốc đang gây nhiều tranh cãi này. Gần đây, thuốc lá điện tử xuất hiện nhiều tại Indonesia, dù được quảng cáo là không gây tác hại như thuốc lá truyền thống. Nhưng việc mập mờ nguồn gốc xuất xứ chưa được kiểm định về chất lượng cũng như mức độ an toàn khiến thuốc lá điện tử vẫn là mối nguy cho người tiêu dùng. Indonesia là quốc gia Đông Nam Á có tỷ lệ hút thuốc cao nhất thế giới, khoảng 65% người trưởng thành hút thuốc. Và tại đây giá một bao thuốc lá chỉ khoảng 2 đô la. Nhiều tổ chức sức khỏe trên thế giới đã bày tỏ lo ngại về vấn đề an toàn của thuốc lá điện tử. Hiện nay, tranh cãi về sự an toàn của thuốc lá điện tử với sức khỏe con người vẫn đang tiếp diễn, bởi khi nghiên cứu tác hại của thuốc lá thông thường dữ liệu là rất nhiều, thì dữ liệu về thuốc lá điện tử lại có quá ít. Ngành sản xuất thuốc lá đang được đẩy mạnh ở Indonesia. Nhiều cá nhân và tổ chức đã đưa ra những lời chỉ trích rằng chính phủ đang bảo vệ các hãng thuốc lá và cùng với đó là khoản chi phí khổng lồ dành cho y tế công cộng. Chính quyền Jakarta gần đây đã đưa ra mức thuế 57% đối với những sản phẩm thay thế thuốc lá như thuốc lá điện tử. Đây được coi là động thái để phản ứng lại với việc loại hình thuốc lá này đang ngày càng phổ biến và gây ra những mối nguy hiểm tiềm ẩn đối với sức khỏe con người. Theo hãng tin Reuters, Liên minh châu Âu-EU đã đưa 8 quốc gia và vùng lãnh thổ ra khỏi danh sách đen các thiên đường thuế chỉ vài tuần lễ sau khi thông qua danh sách gồm 17 nước và vùng lãnh thổ ngoài EU này. EU cho biết 8 quốc gia và vùng lãnh thổ trên bao gồm các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, Panama, Hàn Quốc, Tunisia, Mông Cổ, Macau Trung Quốc, Grenada và Barbados. Theo đó, các nước và vùng lãnh thổ này được đưa ra khỏi danh sách nhờ các cam kết của lãnh đạo cấp cao sẽ giải quyết những quan ngại của EU liên quan đến vấn đề thuế. Động thái này diễn ra chỉ vài tuần sau khi vào tháng 12 năm 2017, các bộ trưởng tài chính của EU thông qua một danh sách gồm 17 nước và vùng lãnh thổ ngoài EU bị coi là các thiên đường thuế sau nhiều tháng đàm phán căng thẳng. Tuy nhiên, nhiều nhà quan sát cho rằng quyết định đưa 8 quốc gia và vùng lãnh thổ ra khỏi danh sách đen là bước lùi trong các cam kết giải quyết vấn nạn trốn thuế dấy lên từ sau vụ rò rỉ hồ sơ Panama vào tháng 4 năm 2016. Khi bị rắn độc cắn thì sơ cứu vết thương là vô cùng quan trọng, nếu không được xử lý tốt thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng của nạn nhân. Và nếu xác định được chính xác loại rắn gây ra vết cắn, người bệnh sẽ có cơ hội được chữa trị nhanh chóng hơn. Mới đây thì các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công nghệ Đan Mạch đã tìm cách để phát triển một phương pháp xác định loại rắn gây ra thương tích cho nạn nhân với chi phí thấp. Khi bị rắn cắn, thật khó để các bác sĩ có thể xác định được người bệnh bị loại rắn nào cắn. Do đó, nạn nhân thường được điều trị bằng thuốc đa hóa trị tổng quát. Với công trình nghiên cứu của Đại học Công nghệ Đan Mạch, nếu thành công, công trình này sẽ giúp các nạn nhân được điều trị bằng loại thuốc phù hợp nhất. Các nhà nghiên cứu dựa vào việc phân tích máu để xác định được loại nọc độc đang ở trên người nạn nhân. Trong công trình đang được nghiên cứu này, các nhà khoa học cũng phát triển một ứng dụng trên điện thoại phù hợp để giúp các bác sĩ áp dụng phương pháp chữa trị phù hợp cho bệnh nhân mà không cần dùng tới những thiết bị quá phức tạp. Đây là một máy ly tâm cầm tay. Thiết bị này kết hợp với ứng dụng điện thoại thông minh. Sau khoảng 30 phút là có thể thu được kết quả. Các nhà nghiên cứu đã tìm hiểu sự tác động của các loại nọc rắn lên nhiều loại tế bào khác nhau. Kết quả ban đầu cho thấy, phản ứng của các tế bào với nọc rắn khác nhau là khác nhau. Từ đó, họ có thể đưa ra những mẫu số chung để áp dụng vào thực tế. Các nhà nghiên cứu cũng đang phát triển các chất có thể kháng nọc rắn dựa trên kháng thể của con người.
Hiện tại, Tổ chức Y tế Thế giới và Chữ thập đỏ đang rất quan tâm đến công trình nghiên cứu này. Mới đây, hãng thương mại điện tử của Mỹ Amazon đã đưa chuỗi cửa hàng tiện lợi Amazon Go vào hoạt động. Điểm đặc biệt tại đây là sẽ không có thu ngân và không còn cảnh xếp hàng chờ thanh toán như thường thấy tại các cửa hàng tiện lợi thông thường nữa. Sau hơn một năm thử nghiệm, cửa hàng tiện lợi công nghệ cao Amazon Go đầu tiên đã mở cửa tại thành phố Seattle, Mỹ, mang tới cho khách hàng trải nghiệm cảm giác mua sắm mà không cần mang ví, cũng như không cần phải xếp hàng để thanh toán tính tiền nữa. Điểm đặc biệt của Amazon Go là khách hàng có thể vào đây, lựa chọn những thứ muốn mua và sau đó rời đi mà không cần phải thanh toán tại quầy như những siêu thị hay cửa hàng bán lẻ khác. Tôi đã mua nhiều thứ trực tuyến bởi tôi không muốn đứng xếp hàng. Do đó tôi nghĩ rằng cửa hàng này chính là tương lai của ngành bán lẻ. Amazon Go chính là cửa hàng tiện lợi nhất trong số những cửa hàng tiện lợi. Khách hàng chỉ cần tải một ứng dụng Amazon Go trên điện thoại và quét nó ở cửa khi bước vào cửa hàng. Sau đó, công nghệ nhận dạng đối tượng bằng sóng vô tuyến cùng hệ thống cảm biến và camera giám sát sẽ xác định người mua và món đồ mà người dùng đã lấy ra khỏi cửa hàng. Tổng số tiền các mặt hàng đã mua tại cửa hàng sau đó sẽ được trừ vào tiền tài khoản trên Amazon của người dùng. Hiện tại, Amazon vận hành 13 cửa hàng sách khắp nước Mỹ và 3 địa điểm khác sắp khai trương. Trước đó, Amazon đã mua lại toàn bộ hệ thống siêu thị Whole Foods với tổng giá trị thương vụ lên đến 13,7 tỷ đô la Mỹ. Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ đã công bố danh sách đề cử giải thưởng Oscar lần thứ 90 vào ngày 24 tháng 1 theo giờ Việt Nam. Và đúng như dự đoán thì bộ phim tâm lý giả tưởng The Shape of Water, tạm dịch là Dáng hình của nước, đã thống trị bảng đề cử khi góp mặt tại hầu hết các hạng mục giải quan trọng. Với nội dung giàu cảm xúc và đậm tính nhân văn, The Shape of Water đã được xướng tên trong danh sách đề cử tại 13 trên 24 hạng mục, trong đó có nhiều hạng mục quan trọng như phim xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc và nữ diễn viên xuất sắc nhất. Bộ phim chỉ thiếu một đề cử nữa là ngang bằng với những kỷ lục của Titanic và La La Land. Nội dung tác phẩm điện ảnh dán nhãn Arrow cấm trẻ dưới 17 tuổi, xoay quanh chuyện tình giữa một cô gái câm làm lao công trong phòng thí nghiệm và một quái vật lưỡng cư đang chờ ngày bị giải phẫu. Câu chuyện tình yêu mang hơi hướng cổ tích dành cho người lớn với những sắc màu u ám đặt trong bối cảnh giả tưởng đã toát lên thông điệp về tình yêu và sự chấp nhận khác biệt. Đến hẹn lại lên, tuần lễ thời trang cao cấp Paris được nhiều người mong đợi đã diễn ra tại kinh đô ánh sáng của nước Pháp. Trong năm nay thì Chanel, nhà mốt vốn nổi tiếng với những sản diễn độc lạ lại tiếp tục khiến giới mộ điệu phải bất ngờ với bộ sưu tập hoa đầy nữ tính. Chanel xưa nay luôn là cái tên bảo chứng cho giá trị thẩm mỹ lẫn những phát kiến thú vị khiến giới mộ điệu ngạc nhiên. Và lần này thì cũng đã khiến cho nhiều khán giả ngỡ ngàng với sản diễn của mình khi đã biến không gian bảo tàng Grand Palais trong lòng Paris thành một khu vườn xanh biếc với đài phun nước. Còn những người mẫu với mạng che đầu gắn hoa như những cô dâu lộng lẫy bước trên sản diễn. Bộ sưu tập thời trang cao cấp của Chanel mùa xuân hè 2018 cho thấy phong cách nữ tính, đài cát và bay bổng của bộ sưu tập. Điều này được thể hiện qua các thiết kế váy đính hoa 3D hạ eo, phần dưới xòe. Tuy nhiên, những chất liệu quen thuộc được làm mới bằng màu sắc lạ mắt. Ngoài màu đen và trắng truyền thống thì Chanel cũng sử dụng các tông màu hồng với nhiều sắc độ cho bộ sưu tập mới. Bên cạnh đó, chi tiết lông được nhiều hàng yêu thích trong mùa thời trang năm nay cũng xuất hiện trong bộ sưu tập mới này. Trước đây, khi mà cô Dawa Zhangjun Sherpa quyết tâm trở thành một hướng dẫn viên leo núi, thì cô đã được người ta bảo rằng đây không phải là công việc dành cho một cô gái. Tuy nhiên, cô gái 27 tuổi này đã chứng minh cho những người nghi ngờ khả năng của cô là sai khi trở thành người phụ nữ đầu tiên ở Nepal giành được một bằng cấp quốc tế đầy danh giá của hướng dẫn viên leo núi. Vào tháng trước, cô Dawa Zhangjun Sherpa đã hoàn thành một khóa học được tổ chức bởi Liên đoàn Quốc tế của Hiệp hội Hướng dẫn viên leo núi có trụ sở tại Thụy Sĩ và thường được miêu tả như là bằng tiến sĩ trong lĩnh vực leo núi. Bằng cấp uy tín này đã được trao cho khoảng 6.000 người trên toàn thế giới và chỉ có 50 người đàn ông ở Nepal sở hữu nó, mặc dù leo núi là nguồn thu nhập chính của đất nước nghèo khó này. Tôi rất vui khi nhận được giấy chứng nhận quốc tế của hướng dẫn viên leo núi và tôi cũng cảm thấy tự hào là người phụ nữ đầu tiên từ Nepal làm được việc đó. Cô Sherpa thuộc một nhóm dân tộc thiểu số ở trên những đỉnh núi chót vót của dãy Himalaya. Những người vang danh là những nhà leo núi mạnh mẽ với khả năng chịu đựng được việc thiếu oxy ở núi cao. Cô Sherpa cho biết leo núi là một công việc đầy thách thức, thậm chí còn khó khăn hơn khi là một cô gái. Tuy nhiên, cô vẫn quyết tâm thực hiện ước mơ của mình. Và ở tuổi 17, Sherpa đã được trở thành hướng dẫn viên du lịch trên các tuyến đường leo núi. Không chỉ dừng lại đó, sau khi chinh phục các ngọn núi nhỏ,
Năm 2012, cô Sapa được chọn tham gia chuyến thám hiểm do National Geographic tổ chức trên đỉnh núi Everest, nơi được mệnh danh là nóc nhà của thế giới. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào giờ này ngày mai.